Xin chào các bạn. Đây là nhà hát Dionysio, được ra đời năm 400 trước công nguyên, làm bằng đá canh ke, còn những cái chỗ ngồi VIP thì làm bằng đá hoa cương. Mời các bạn xem nha. Còn đây là nhà hát Dionysio ra đời 160 đến 169 sau công nguyên. Sức chứa của nó là 6.000 người, được trùng tu đến tận bây giờ vẫn còn sử dụng. Còn đây là cổng thành Probilaya. Đây là chúng ta đang ở nước Hy Lạp nha các bạn. Còn đây là cái đền Parthenon của thần Athena, được xây dựng vào năm 438 đến 447 trước công nguyên, cao 15m, rộng 30m, dài 69m, 17 cái cột, 17 cái colonna là cái cột. Còn đây là cái đền Erechtheion, được xây dựng năm 431 trước công nguyên, được xây lên để thờ thần Athena và Poseidon. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn những cái nhà hát và những cái đền rất là nổi tiếng ở Hy Lạp, tuyệt đẹp luôn các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công.
trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại video tới. Đừng quên bấm đăng ký, like, share để ủng hộ kênh Nghĩa Ơn Cuộc Sống Phát. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.